Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng như thay đổi một chút khẩu vị cho kênh YouTube của Phương, cũng như muốn chia sẻ cho những người. Dạ. Ăn. Dạ. Cũng như chia sẻ cho những bạn mới chơi chim và biết được một chút kinh nghiệm cho sau này có đi mua chim á, thì lựa chỗ uy tín mà mua. Và trước khi mua á, thì các bạn nên cân nhắc thật kỹ, tìm hiểu thật kỹ. Và nói rõ ràng với người ta mình cần gì. Mình lúc mình mới đầu mua mình cũng đã nói rất là rõ ràng rồi, nhưng mà mình vẫn bị trường hợp này. Giờ nói lại người ta chắc chắn là người ta sẽ không chịu trách nhiệm cho mình. Thế vì vậy nên mình làm cái video này để chia sẻ cho mọi người. Những bạn mới chơi và sắp sửa chơi nên tìm hiểu thật kỹ rồi hãy mua, đừng có để như mình. Ở đây một vài trường hợp mình gặp. Khi mình mua chim về thì mình mua chim trưởng thành. Người ạ, mình nói với người ta bán chim trưởng thành cho mình. Ok, chim thì rất là đẹp, mình rất hài lòng. Nhưng mà mình gặp nhiều vấn đề vì có ổ nó đẻ 4 trứng, có ổ mãi mãi nó không thấy đẻ, có ổ hoài nó không thấy đẻ, và có nhiều cặp nó đá nhau y xèo. Ở trong đây có một vài cặp mình đã thay đổi, mình đã thay đổi rồi á. Mình đã đổi, như ví dụ như con này với con kia một cặp. Lúc trước nó ở chung một cặp nhưng mà nó không đẻ. Thế là mình đổi dần dần. Mình cũng mới tập chơi á, mình đổi dần dần, khi nào mà nó thích hợp thì thôi. Còn con này không, con này với em này, em đó. Em nào ta? À, em đó với em đây là một cặp. Nhưng hai em đẻ 4 trứng, thế là mình phải chia ra. Mình phải chia ra. Hiện tại trong số cặp chim mình mua, cô Thái mình mua, mình chưa có cặp nào đẻ ra hồn hết. Nhưng khi mình mua, mình nói với người ta là mình mua cô trưởng thành, tại vì mình mới tập chơi, mình mua cô trưởng thành. Mình sẵn sàng bỏ ra số tiền như người ta mong muốn để bán cặp cu trưởng thành cho mình về nuôi sinh sản. Mình đã nói rất rõ như vậy rồi. Nhưng mà đến lúc này thì mình nhận được kết quả như thế này đây. Nên mình rất là không hài lòng. Tại vì cái này thì cũng không đáng bao nhiêu, cũng chỉ là vài chục triệu, cũng không đáng bao nhiêu. Vài hôm mình đem ra mình thả, mình đem qua trại mình thả bên AV, bên trại chim và trại chó, bên trại chim, trại chó của mình, của ông anh mình bệnh. Mình thả mình AV thì nó cũng sinh sản ra bình thường thôi, không có gì hết. Nhưng mà mình ở cái video này, mình không muốn xúc phạm hay động chạm tới ai. Mình chỉ muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm cho những người mới chơi, sau này có mua thì nên tìm hiểu thật là kỹ trước khi chơi. Đừng như mình. Mình nghĩ là mình cũng đã tìm hiểu rồi, và mình nghĩ cái chỗ đó rất uy tín, sẽ uy tín, chứ không đến nỗi mà sẽ bán như vậy. Giờ nói người ta nói là qua dịch người ta sẽ đổi lại cho mình. Nhưng mình là người mới chơi, làm gì có kinh nghiệm để biết. Có kinh nghiệm để biết phân biệt được và đổi lên đi, gỡ lên gỡ xuống. Con cung nó rất là, nó gặp nhiều thứ rất là vướng. Nên mình cũng không thích điều đó. Nên mình ngay từ đầu mình đã chịu chi để muốn nhận được những con cặp chim đẹp.
Cặp chim mình đã nói thẳng với người bán, mình sẽ không ngại chi để có được những cặp chim đẹp và những cặp chim trưởng thành sinh sản được, và thậm chí bảo người ta vô số chân cho mình để mình không nhầm lẫn, tại vì mình chưa có kinh nghiệm mà mình sẽ dễ bị nhầm lẫn. Thay vì vậy mình bảo người ta như vậy rồi mà người ta cũng vô số rồi, nhưng về kết quả vẫn không ra gì. Còn anh được tặng cặp mã lai này là người em mua bộ của mình tặng. Có cặp kia là cũng của mình mua riêng, không phải là của một chỗ, nhưng mà cặp đó đẻ rất là ok. Cặp này đẻ cũng rất ok, cặp này cũng ok. Nhưng ba cặp này mình mua của người khác, một người em thanh lý, đẻ rất là ok. Nhưng mấy cặp như thế này, 10 cặp, 10 cặp, 5, 10, 11, 10 hay 11 cặp gì đó, mình mua của bạn kia, mình nghĩ là uy tín. Tại vì bạn nó có kênh YouTube cũng to đùng, hay buôn bán cũng được, nên mình nghĩ là uy tín nên mình mua. Nhưng mà về ba cặp mình mua lẻ lại được, những cặp này thì lại mình không biết gì về nó, và mình thêm cộng mua nó thêm mình không có kinh nghiệm nữa, nên giờ phải chấp nhận. Ngày hôm qua mình gọi cho ông anh mình: anh ơi, anh ở bên trại anh làm cho em thêm một cái AV lớn và bắt ống nước, dây nước vô đó, hiện đang dịch, hết dịch em sẽ mang cái lũ chim này qua, tại vì ở bên đây mình nuôi cũng rất là mất vệ sinh đó. Mình ở trong nhà, lúc trước mình nghĩ là nuôi cu nó không có bay lông như thế này đâu, nhưng mà giờ nó bay lông xuống đất như thế này á, nó rất là mất vệ sinh, không khí trong nhà rất là mất vệ sinh, nhà mình xài toàn máy lạnh. Thế là hết dịch mình quyết định tống số này đi qua trại để ông anh mình làm AV bỏ bên đó nuôi. Còn mình làm cái video này để chia sẻ thêm kinh nghiệm cho các bạn mới chơi, nên lựa chọn những nơi uy tín. Và trước khi mua nên tìm hiểu thật kỹ. Một điều nữa, Rõ ràng rành mạch. Mày bán cho tao một cặp cu, tao muốn một cặp trống mái trưởng thành đẻ đàng hoàng, giá bao nhiêu, lúc đó hãy mua, chứ đừng như mình nhé. Mình chỉ nói là mình không biết phân biệt trống mái, nên bạn hãy bán cho mình cặp. Mình chưa có kinh nghiệm nuôi cu, nên bạn hãy bán cho mình cặp trống mái trưởng thành, mình sẽ chịu chi tiền. Nhưng mà mình quên nói một câu, mình thua người ta một câu là cặp trưởng thành đẻ chuẩn. Quách vừa nó bắt đẻ lại mình cặp trưởng thành đẻ chuẩn đó bạn, nên mình bị sơ suất ở câu đó nha các bạn. Sau này nếu mà các bạn mua chim sinh sản để sinh sản thì nên nói với nó là một cặp trưởng thành để trưởng nha các bạn. Cho mọi tay, đừng có để gặp trường hợp như mình. Nói chung là không bao nhiêu. Thật sự mấy cặp cô này mình mua so với người ta bán ở bên ngoài thì rất mắc hơn rất nhiều, mắc gấp đôi luôn, có thể mắc gấp đôi luôn. Nhưng mà cái giá trị thì nó bị nó không good, không ok như mình nghĩ. Thế là giờ mình làm video đây này, mình chia sẻ cho những bạn mới chơi tập chơi như mình có thêm một chút kiến thức, một chút kinh nghiệm, để sau này đừng với mình thì vài chục triệu không đáng là nhiêu,
Nhưng với một số bạn, và cũng nói cho những bạn bán á, làm ăn, mình làm ăn nên có tâm một chút. Với một số bạn á, vài chục triệu người ta là cả một gia tài, nên làm ăn đừng có nên lừa gạt người ta như vậy, tội người ta. Đừng, không nên lừa gạt. Không, ở đây là nói không xúc phạm. Mình không có ý nói một ai, riêng một ai. Nhưng mà khi người ta đã muốn làm thì người ta bỏ vốn ra. Có nhiều, cho nhiều người á, người ta vài chục triệu cả gia tài của người ta. Nên các bạn làm ăn nên có tâm một chút. Đây. À, còn nữa, cặp này cặp đẻ chuẩn của bên bạn ấy nói là cặp đẻ chuẩn. Đẻ chuẩn đâu, bữa trước mình nói 4 con, mình nói đẻ 4 trứng. Thế mình cũng hay theo dõi á, tại vì cô mình nuôi trong nhà nên mình cũng hay theo dõi. Nó đẻ 4 trứng rồi. Thế là bạn nói bạn ấy đẻ 4 trứng, bạn ấy quay qua bạn ấy nói không tin và nói mình nói xạo. Ai mà đi nói khách hàng nói xạo? Dân kinh doanh không ai nói khách hàng nói xạo hết. Và mình để đi quay, mình đang ăn cơm, bưng chuối cơm ăn luôn, mình quay từ chén cơm tới cái ổ trứng cho bà ấy coi luôn. Hên là ngày hôm ấy mình chưa bóc trứng ra. Đây, những cặp chim như thế này, cặp này thì không đẻ luôn, cặp này thì chưa thấy đẻ bao giờ. Rất là đẹp, mình rất hài lòng. Cái người này thật sự ra cái chỗ bạn, cái bạn này làm buôn bán như vậy là bạn ấy dở, bạn ấy thật sự dở. Cái này là mình làm ra, mình tập chơi thôi, mình cố ý, mình tập tành, mình mua vài mấy chục cặp này mình tập tành mình chơi. Nếu sau này ok, mình sẽ làm một tài lớn, rất là lớn. Nên cái người này đối với khách hàng như thế này là dở. Bán có vài cặp như thế này mà đã gặp trục trặc như thế này rồi. Đúng, không phủ nhận một điều là trong cô gái này, giờ mình mới tìm hiểu là cô gái thì có thể là rất là khó phân biệt trống mái. Nhưng mà người ta đã chấp nhận bỏ ra cái số, thì mình buôn bán cũng nên có tâm một chút. Ít nhất 10 cặp thì cũng được 7-8 cặp ok. Còn 1-2 cặp nó lỗi hay sức mẻ gì thì nó cũng đỡ đi. Còn cái này hết nguyên khu, không có cặp nào ra hồn. Thế là mình mới làm video này để chia sẻ. Cái video này mình nói đây để chia sẻ đến các bạn, những bạn mới tập chơi nha, để có thêm một chút kinh nghiệm, chia sẻ thêm một chút kinh nghiệm, chứ không cố ý mạt sát ai. Và không cố ý, mình không nói là mình mua ai, nên đừng có tịch mà giật mình, cũng không nói, không xúc phạm đến một ai nhé. Đừng có tịch mà giật mình mà vô mà phán xét như đúng rồi. Đây là mình chia sẻ, mình chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm để cho các bạn tập chơi. Như mình như thế này á, xong mình vài hôm mình qua mình thả bên tại là nó vẫn đẻ sinh sản bình thường, chả có gì, chẳng có vấn đề gì hết. Mình không khe về vấn đề này, nó tự bắt cặp nó vẫn đẻ bình thường. Thì coi như mình lấy cái này để mình bằng mua một bài học nhỏ nhỏ, để rồi mai mốt có chơi cái gì á thì có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, không có sao hết. Rồi thật ra mình cũng có một người anh, người anh mình ở ngoài Quảng Nam á, người đó chơi cua gáy rất là lâu năm rồi, mười mấy năm rồi. Thì sau này mình cũng, nếu không có sao thì mình lấy cái này mình tặng lại ông anh mình cũng được, chả sao hết. Và đất ở bên tại chim của ông anh mình thì cũng là rất là rộng, mai mốt mình đem qua mình vứt ở bển thì đường nào cũng đẻ sinh sản ra, không sao. Nên cái video này mình ra như thế này là để chia sẻ cho các bạn, để có thêm kinh nghiệm nhé các bạn. Mới mua các bạn mới chơi nhé, đừng có tìm hiểu thật kỹ khi mua, đừng có bỏ tiền không khống là không hay. Rồi, xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ. Nếu thích thì ấn nút đăng ký kênh Phương. Kênh Phương cũng mới lập, mọi người cho mình xin một lượt đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.